thân mến này. Đây mình nhà thưởng thức, đây là một quả ngô ngọt nha bạn nhé. Ngày xưa thì mình thấy nhìn thấy cái quả ngô kiểu đỏ đỏ này thì mình nhà tưởng tượng là ngày xưa mình không có gì ăn thì phải ăn ngô đỏ, mà bây giờ hay dành cho mấy con lợn ấy, mấy con heo ăn ấy, cứ luộc lên để ăn thôi bạn, không có gì ăn thì phải ăn thôi. Bây giờ thì cuộc sống nó khác rồi, nó đầy đủ hơn chút rồi, thì bây giờ lại thưởng thức cái loại ngô nhìn nó màu đỏ đỏ này thì nó lại nhớ đến cái kỷ niệm mà ngày xưa lại nó lại về với mình nha bạn nhá. Hôm nay thì đây là ngô ngọt bạn ạ. Ngô này là ngô đỏ, nhưng ngô ngọt là gia đình cũng không trồng được, chỉ mua thôi bạn nhá. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi và cảm nhận cái món ngô này cùng với mình nhá. Rất ngọt bạn ạ. Rất tuyệt vời luôn. Mình lâu lâu thì mình với bé ăn cái ngô này. Rất ngọt rồi. Rất ngon. Nó không giống như ngày xưa thì ăn nó cứng cứng, nhưng cái này thì ăn vào thì nó có vẻ nó mềm mềm mà nó rất ngon luôn ạ. Hôm nay mình ăn sáng với một bắp ngô này thôi. Chứ không ăn nhiều. Ngon mà. Rất tuyệt vời bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã xem video của mình nhé. Bạn nào mới lần đầu tiên ghé thăm kênh của mình thì các bạn hãy ấn đăng ký để tiếp tục nhận thêm những video mới hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.